Xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngày mới luôn vui vẻ. Bữa nay bị bệnh nữa rồi cả nhà, cảm mà bệnh cũ tái phát, bị viêm mũi dị ứng, tái tới cái lui hoài vậy đó. Bữa hay bữa hết phân từng 10 ngày bị lại. Hôm nay vợ chồng mình không có nấu cơm ăn, mà hôm nay vợ chồng mình sẽ ăn bún. Hôm nay vợ mình làm bún, làm món bún chả giò, tép chả giò. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa lên để mình luộc mấy con tép trước. Em chuẩn bị làm chả giò đi em ơi. Bún, tép, chả giò. Hôm nay cũng lâu lâu rồi mình chưa có ăn được cái món bún này. Hả? À, cái gì? Bữa nay chả giò của em làm thịt nha. Khoai lang với môn với thịt, thịt xay. Thịt xay. Anh bị nghẹt mũi, cái tiếng của anh nó khào khào nghe hay rồi. Anh không mua thuốc anh uống hả? Thôi, uống cái gì mà uống. Chưa nắng lên không chừng nó hết nữa vợ chứ. Tự uống thuốc đâu. Anh bị viêm mũi dị ứng mà mười mấy năm rồi. Hồi trước người ta kêu tư vấn á, ta kêu mình mổ đi nạo son gì đó. Nhưng mà cái có mấy người ta làm rồi á, người ta cũng làm hết cũng cả mười mấy năm á cũng vẫn bị lại. Anh thấy vậy thôi, khỏi làm đi. Mà lâu rồi nạo son gì đó. Này nước sôi mình mới để mấy con tôm vô chứ. Bỏ giờ cũng được, nước sôi bỏ. Nước sôi bỏ đi. Đây. Mấy con tôm đây. Anh mới ra cái này ha, chút mình ướp cho dễ vô nó xèo xuống anh. Ừ. Nó còn chút xíu à. Khoai lang ha. Khoai lang có em có mua của phai cao. Khoai lang với lại phai cao. Thịt. Cái món này thì chả giò này thì vợ mình có làm qua rồi. Chứ em làm chả giò. Hôm nay làm ăn lại. Còn cái này là mấy cái bịch để hồi mình cuốn chả giò. Đây. Cái này kêu bằng gì? Bánh tráng bò bía. Để hồi mình ra vườn mình hái rau thêm. Giờ mình sẽ để tép vô. Ồ, nước đang sôi để vô nó muốn chuyển màu. Ồ. Nãy là bấm mũi vô cho em không? Không. Quên rồi. Quên rồi. Quên rồi thôi. Đây, của mình gần chín rồi đây, mấy con tép bạc đất. Rồi chuẩn bị đổ ra được rồi. Mình bầm tạo hành tỏi mỡ vô. Tí hạt nêm. Mấy bột ngọt. Mình
Sáng ăn gì chưa Bé Quyên? Sáng có ăn gì chưa? Thôi xuống nhăn nữa ơi. Cái gì? Cậu Bảy giận con rồi mà. Giận rồi, không nói chuyện với Bé Quyên nữa. Nhớ nha. Nhớ nha. Em bỏ cái gì? Cái hàm môn với hàm môn phải lan mình đào sẵn rồi, đúng không? Bỏ vô từ từ, em trộn lên với điều nè. Trộn nó xèo xuống ha. Xèo xuống, có gia vị vô nó mau xèo lắm mà. Mình đi cắt thêm mấy cọng rau húng lủi. Mấy cọng vô cho thơm thơm được. Đây mấy con tép của mình luộc bỏ ở đây xong rồi, giờ mình chuẩn bị mình lột luôn. Hồi lột vỏ ra hết luôn đúng không em? Mà nạc cho em trước đi, hồi chừng nào càng ăn hết rồi. À thôi để mình phụ giờ mình lật rau thì cắm cái máy lên coi. Em cũng như giờ mình lột ra giờ mình chưa ăn. Bé Quyên phụ M7 cuốn chả giò hả Bé Quyên? Cuốn gấp hai đầu đầy vô nè, gọi cho bánh đó, nó rớt ra không có bị rớt nhân đúng không? Đúng. Lần trước giúp xếp quần áo quá ha. Rồi vậy là xong một cuốn. Rồi xong. Làm gì mắc cự, cậu Bảy có làm gì mà mắc cự? Không có ghế ngồi tính nào rồi. Dạ cậu Bảy phụ lặt rau ha. Bé Quyên phụ M7 cuốn gỡ bánh ra cuốn chả giò ha. Ngày hồi cái mình có bún mình ăn ha. Ok không? Ok. Ok chúng mày ok. Ok hả? Ok chúng mày ok. À ok ok. Kế. Kế. Ok là gì? Ok là nó đồng ý hả? Đồng ý á. Hai con mắt của con à, trắng như sợ. Tại Bảy Quyên hai bịch cho Bảy luôn đó hả? Sáng nó thiếu sao? À, hai bịch thôi, bịch kia khỏi nha con. Hai bịch này được rồi. Bịch nào? Bịch hai, cái này là con sắm hai gói là hai bịch đó. Nè bịch hai với bịch nhỏ. Không bịch ở đây nè. Trời điếm ngộ vậy. Điếm 50 luôn hả? Hả? Bé Quyên mắc cừ quá Bé Quyên ơi. Mắc cừ quá. Mắc cừ Bé Quyên súng quá. Cái gì? Mắc cừ nhiều câu. Nói chuyện với Bé Quyên nè. Cái rau này hồi mình cắt ra đúng không? Đó. Thì anh lặt cái lấy non lấy cọng ngon luôn. What the hell? Là hiểu chết liền. Là gì Quyên? What the hell hả? Là gì? Là hiểu chết liền á. Phải không? Đây, mình sẽ đi ra mình hái chanh. Đây, chanh này là chanh giấy, trái rất là to nha. Đây, một trái. Thank you.
hình như được mấy trái rồi cả nhà. Đây trái nữa nè, trái này bự nè. Rồi, 4 trái chắc cũng đủ rồi, xào hết rồi bé nữa. Bây giờ mình chiên chả giò thôi. Hình như chưa nóng. Xe con, coi chừng nó văng con ơi. Đúng rồi. Cẩn thận củi lửa. Bớt lửa xuống mới được. Anh thấy chắc nó chín rồi đó. Giờ mình băm tỏi hết để làm nước mắm. Nước mắm chan bún. Đây, bây giờ tới giai đoạn lục tôm là thấy là mình cần có tô bún ăn rồi đó cả nhà. Đói rồi. Nước mắm thì làm xong rồi. Wow. Cô ơi bán cho tôi tô bún đặc biệt cô ơi. 20 ngàn thôi, bán 20 thôi. 20 thôi ha. Dạ. Yeah. Được. Đơn giản. Chỉ có chả giò thôi. Chả giò vậy ta. Ừ. Nhưng mà nhìn thấy cũng hấp dẫn đó, được đó. Ai. Vậy này không có nó sụt sịt sụt sạc vậy đó. Tối chút. Xin mời cả nhà dùng bún tép chả giò. Bây giờ chồng mấy nha. Chan giùm anh luôn đi. Đây, xin mời cả nhà dùng bún tép chả giò với vợ chồng mình nha. Rồi, cảm xúc cả nhà ơi. Cái con đùi này đánh đòn mày quá. Lấy cái gỗ bọc cái dĩa này lại mới được quá. Ai à. Ở bên này nó đang dám quay đâu. Ừ. Ở nhà mình thì mọi người đều dùng cơm chưa hết trơn rồi. Cho nên không có ai ăn hết. Chỉ có hai vợ chồng cô Bảy thôi. Mình họ mình chừa lại để hồi ở nhà có ai ăn sao thì ăn. Cái này á, chả giò nè, mình chiên mình chấm với lại tương ớt tương đen nữa. Ăn không chơi cũng ngon.
Nãy thấy mấy cọng húng lũi mà quên cắt mấy con hẹ vô ha. Anh thấy có một cọng mà quên. Mấy cái kia anh khác mình quên luôn. Thôi, rỡ rồi thôi. Này có giá nữa mà sáng đi chợ hơi trễ nên không hết giá rồi. Tại chợ của mình á là chợ chợ nhỏ, chợ ở xóm chỉ bằng chợ chùm hổm, cho nên có bữa thì người ta hết đồ sớm cho nên mua không đủ đồ, rồi mình không có chạy vô trong chợ lớn mua. Tết này rồi, hồi trước á thầy chú Trinh Anh chơi á, người ta chạy người ta đặt đú á, cái này với nhỏ hơn, cái này là bự lắm mà nhỏ hơn chút, Tết thiên nhiên luôn, còn nhảy sói sói sông nhăn nữa đó tươi luôn ha. Là luộc đem ra chấm muối ớt, ủ nó ngon cực kỳ. Thì miếng bún dường nữa rồi. Con ơi, con lấy của em á, con của con à. Ớt hơi cay á. Ừ. Mà mất hơi nhiều á, cái trái được rồi. Có cuốn nó hơi mềm. Cuốn hơi mềm. Có cuốn hơi mềm nó bị không có giòn. Cái cuốn mình chiên ra trước á. À đúng rồi, mới chiên nãy giờ. Cái bánh này nè, mình mua trong cái bịch á, chiên nó không đẹp bằng cái bánh mình mua ở ngoài. Ký á, nó đẹp hơn, nó ngon hơn. Bánh ký là 1 ký 50 ngàn á, lần ký em mới mua nửa ký em chiên đó, nó đẹp, nó vàng mà nó không bị khét bánh nữa. Cái này trong cái này hơi bị ăn xong là mình có cái giống bên sau lưng nè, làm đung đưa ngồi lắc lắc cho nó xuống ăn tiếp. Nó nói chiều nay về sớm giả cái xe nó ra làm chứ rồi. Để ra bỏ đồ cho tao làm. Vì ngày mai mới xong quá anh. Rảnh lúc nào làm lúc đó. Nhớ đồ gần đây hay đi ra Vĩnh Long, ra ngoài kia. Đúng rồi. Cái đó xe nằm máy không có làm gì nữa. Máy sửa đề lại. Thì chả giò không, chả giò không còn nhiều, nguyên 1 triệu luôn. Em hấp gọc gọc luôn. Em mà nước mắm mà em mê lắm mà. À con. Cài mà chưa đến nỗi bị nứt cục. Đây, ba Trung đẹp trai đi học mới về đây. Về. Chắc kiểm tra giờ tính lại quá.